Vào năm 2011, một người phụ nữ tên Lena Parson đang ở nhà nhổ cà rốt trong vườn thì đột nhiên cô hét lên. Con gái của cô, Anna, nghe thấy tiếng kêu của mẹ mình và chạy ra ngoài. Cô ấy lo lắng rằng mẹ mình đã bị thương hoặc gặp nguy hiểm. Nhưng khi cô ấy đến gần, cô ấy chỉ thấy mẹ mình ngồi trên ghế với vẻ hoang mang và hạnh phúc. Và hóa ra, cô ấy vừa khám phá ra phát hiện của cả cuộc đời. Trở về ngày hôm đó 16 năm trước, Lena đang nướng bánh thì nhận ra rằng chiếc nhẫn cưới của mình đã bị mất. Vì chiếc nhẫn đó với dây đeo bằng vàng trắng và 7 viên kim cương được đặt làm riêng cho lễ cưới của cô, nên cô vô cùng hoảng sợ và bắt đầu tìm kiếm khắp nơi để cố gắng tìm thấy nó. Nhưng ngay cả sau khi gỡ gạch khỏi sàn bếp theo đúng nghĩa đen, cô vẫn không thấy nó đâu. Và nhiều năm trôi qua, Lena buộc phải chấp nhận rằng nó đã ra đi mãi mãi. Nhưng vào ngày hôm đó năm 2011, Lena đang kéo một củ cà rốt ra khỏi đất và chuẩn bị bỏ đi vì nó quá nhỏ. Nhưng khi cô ấy nhìn kỹ hơn, cô ấy phát hiện ra một thứ gì đó sáng lấp lánh trên củ cà rốt đó. Cô đã bị sốc khi phát hiện ra rằng chiếc nhẫn cưới của mình đã được đặt hoàn hảo trên củ cà rốt. Hóa ra, chiếc nhẫn của cô ấy có thể đã vô tình bị rơi vào một cái bát chứa phế liệu nhà bếp và sau đó được cho cừu của họ ăn trước khi bị làm phân bón cho đất. Và một củ cà rốt duy nhất đã tình cờ phát triển một cách hoàn hảo như vậy, rằng nó đã mang chiếc nhẫn đã mất từ lâu trở lại với cô ấy.